Chú Nghĩa đẹp quá. Chú Nghĩa quá đẹp. Ồ, à, hai mẹ con màu quá. Tuần này thì hai mẹ con hóa thân thành ca sĩ Phi Nhung. Dạ. Cô Phi Nhung, con có hay nghe nhạc của cô không? Dạ có. Trong cái bài hát này nè, có đoạn nào khó nhất với con? Dạ, đoạn khó nhất là cái câu cuối. Chị ơi ơi, giờ mình về Bạc Liêu con cũng không biết hát sao nữa. À, có pha cái lương nữa hả? Tại vì em biết sao không? Cái bài này nè, nó sáu tỉnh miền Tây. Mà cái thời lượng nhạc không cho phép tới 6 tỉnh, mới tới 4 tỉnh hết. Ừ. Cho nên chị chế thêm hai câu giọng cổ nhỏ nhỏ để cho đủ 6 tỉnh. Hấp dẫn đây. Vậy là cái vụ này là mới đây. Bảo Nghi hôm nay của chúng ta sẽ hát cải lương nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với phòng tập để xem bé Bảo Nghi cùng với chị Ngân Quỳnh tập cái ca khúc này như thế nào. Con lấy những luyến lấy của cải lương, nó cũng gần như là dân ca. Thì con thấm người cái đó thì con chuyển qua dân ca nó sẽ rất là mướt nha. Chị hai ơi, giờ mình về Bạc Liêu để nghe cải lương và đường ca giọng cổ. Con vận dụng những quãng cải lương con đem qua với dân ca con xử lý, chắc chắn một ca khúc sẽ rất mượt mà. Chim tung ba hót. Thử coi. Chim tung ba bốn. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đang áo phong sương hành trình. Tay con phải mềm chút xíu nữa. Tay con lúc mà mở ra phải mềm chút xíu nữa. 1, 2. Hay quá Bảo Nghi rồi. Chưa bao giờ chú thấy một người ca sĩ nào hát cải lương, hát giọng cổ mà nó đâm ngang như con vậy đó. Tại vì cái cách hát của Phi Nhung á rất là mộc mạc. Và Phi Nhung ém theo kiểu như cải lương vậy đó. Ừ. Thì chị lấy cái phương pháp đó chị dạy cho bé. Chị kêu bé ém lại, ém lại cái phần cổ thì nó sẽ giống Phi Nhung. Còn bây giờ chúng ta hãy xem ca sĩ Phi Nhung với ca khúc này thưa quý vị. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh, sông quê tôi thấm trong tim đậm tình. Phù Sa ơi, ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cung chẳng đành quê miền đất ngọt an lành. Rồi nghe tiếng chim này, chip 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 chip, rồi. Sao đâu có dịch trong nữa? Có chim dịch trong đó chị. Rồi, chúc con thành công. See you again chú. Dạ. Yeah. Bye bye Đại Nghĩa. Bye bye chị Ngân Quỳnh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu, gương mặt thân quen nhí với phần quá thân của ca sĩ Ngân Quỳnh và bé Bảo Nghi.
không nỡ. Ơ cũng chẳng đành quê miền đất còn an lành. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò lời. Về Tây Đô nhờ ghé sóc trăng giai điệu lắm hôn. Dù cây hát mình nhưng tình cảm rừng bên mình. Bạc Liêu để nghe cải lương và đường ca giống cô. Rồi mình về Cà Mau cho đậm chữ thâm tình. Dạ, chúng em xin kính chào ban giám khảo. Ngày hôm nay thấy Bảo Nghi hát cải lương nữa hả? Tại sao hay quá vậy con? Dạ tại chú biết không? Tại cái bài này là mới có 4 tỉnh thôi là hết nhạc rồi. À, mới có 4 tỉnh thôi hả? Cho nên hai chị em tôi khuyến mãi một câu giọng cổ cho đủ 6 tỉnh. À, xin mời ý kiến của các thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mỹ Linh. So với cái tuần trước thì ca khúc này thì đáng lẽ là nó sẽ phải hay hơn nhiều. Thế nhưng mà nó lại bởi vì cũng có rất là nhiều đất để diễn. Thế nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó nó chưa được nhuần nhuyễn. Bé á, cái khúc đầu ấy là cái bài này nó nhảy quãng, nó hơi khó chút. Thì con dường như là con chưa kỹ, đúng không? Thế nhưng mà khi mà hai mẹ con bắt đầu múa nón vào thì rất là đáng yêu. Cả hai người bắt đầu nhoẻn cười ra thì nó lại làm cho bỏ qua được cái hơi lấn cấn lúc đầu một tí. Linh nghĩ rằng là tiết mục này không thể sánh được với tiết mục của tuần trước, nhưng mà cũng là một tiết mục thành công của hai mẹ con. Cảm ơn em. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị Hồng Vân. Hai mẹ con á, có thể là thời gian tập không được nhiều, cho nên rằng lúc con cái giọng của con thì rất là hay, nhưng mà cô cảm giác là con vô cái giai điệu dân ca nó không hợp với sở trường của con, cho nên là có những cái chỗ luyến lấy á, thì nó vẫn còn rất tây. Dạ chắc một lỗi cũng là do em, tại em có biết bé, tại vì cái bài này là Phi Nhung hát không có luyến nhiều. Phi Nhung chỉ cái nào rớt như cái đấy đó. Thì nhưng mà từng câu từ của Phi Nhung là nó rất là đậm cái chất Nam Bộ. Còn bé thì, nhưng mà riêng về cái giọng hát của con là vẫn giữ được cái phong độ như vậy, giọng con vẫn rất là hay đó, thì cô vẫn thích cái tiết mục này. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Trong cái bài Thành Trình Đến Đất Phù Sa này á, nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết cái bài này, nếu tôi nhớ không lầm là nó rất là dài. Dạ, dài nó lắm. Nó dài giống như cái bài mà hót đi chim, hót đi chim đó, dài vậy đó. Rồi bởi vì nó viết về tất cả các vùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Dạ. À, mà hai bạn nhớ được cái bài này, tôi đã thấy đã giỏi rồi. Dạ. Khi mà các bạn hát dân ca thì hy vọng là các bạn tập kỹ càng hơn một chút. Dạ. Nếu mà các bạn tập trung vào vũ điệu nhiều quá thì nó sẽ mất cái chất. Dạ đúng rồi. Nó mất cái chất. Dạ. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ làm tốt hơn nếu mà sau này mà có bấm về dân ca. Dạ em cảm ơn anh Linh. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin cảm ơn Bảo Nghi và ca sĩ Ngân Quỳnh.